Hồi ký, tôi đi tìm tự do. Tập thứ 15. Muốn về thăm mộ thầy, tôi phải đi xe lửa từ Hà Nội về Phủ Lý. Đến Phủ Lý tôi sẽ đi bộ về quê. Tuy tôi có thể mượn xe đạp của một số bạn bè tâm đắc ở Hà Nội để đi lại cho dễ dàng, nhưng tôi không dám mượn. Lý do là trong hoàn cảnh của tôi lúc đó tôi rất dễ bị bắt và có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Và nếu chẳng may bị bắt, chuyện trốn thoát đối với tôi tuy không khó, hãy liều là được, nhưng chắc chắn tôi chẳng thể nào trốn cùng với chiếc xe đạp. Mà đối với người dân miền Bắc, như quý vị đã biết, chiếc xe đạp là cả một gia tài. Nhiều người ước mơ cả đời người không có. Hơn nữa xe đạp ở ngoài Bắc đều có bảng số. Căn cứ vào bảng số của xe, công an có thể biết được chủ chiếc xe đó là ai. Như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm cho những ân nhân của tôi. Trên đoàn tàu chở từ Hà Nội về Phủ Lý dài khoảng hơn 50 cây số, tôi ngồi ở ngay bậc lên xuống. Trời lúc đó khoảng gần nửa đêm nên gió lạnh thổi phần phật. Tàu chạy được khoảng 15 phút thì trời mưa. Tôi ngồi co ro trong góc tàu chịu đựng sự lạnh lẽo trong trạng thái chán chường chẳng muốn sống. Khi nghĩ đến cuộc đời của tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp thầy tôi nữa. Tình yêu thương của thầy tôi đối với tôi trong hoàn cảnh túng thiếu và thân phận gà trống nuôi con trong suốt những năm tháng dài là sợi dây thiêng liêng vô hình trói chặt buộc đời tôi với ông cụ. Tôi nhớ khi còn bé, mỗi khi ngủ tôi có thói quen hay đưa tay lên đầu, tay động vô đầu mùng nên tôi hay bị muỗi ở ngoài mùng đốt sưng nhiều chỗ trên hai cánh tay. Thầy tôi thấy vậy đã ngồi cặm cụi cả một buổi chiều, bá một miếng ni lông thật lớn ngay ở đầu mùng cho muỗi khỏi đốt tôi. Tình phụ tử thật thiêng liêng và đáng quý vô cùng, nhưng vì miếng ni lông cũ kỹ xấu xí lại khác màu với chiếc mùng, thêm vào đó là những đường chỉ vụn về, bó túm nhiều chỗ quanh bốn cạnh tấm ni lông đã làm tôi rất xấu hổ và bực bội. Vì vậy, chỉ sau một đêm ngủ trong chiếc mùng vá miếng ni lông, ngay sáng hôm sau trước khi đi học tôi đã lén gỡ miếng ni lông nhét vô máy tranh đằng sau nhà. Sau này lớn lên mỗi khi đi đâu làm gì đụng phải chiếc mùng hay bị muỗi đốt hoặc nghe tiếng muỗi kêu là tôi lại nhớ đến chiếc mùng vá miếng ni lông của tôi ngày xưa, lại nhớ đến thầy và thấy thương cảm xót xa ân hận cho những lầm lỡ của tôi tuổi ấu thơ. Cũng chính vì sống trong sự ân hận và xót xa như vậy nên cuộc đời của tôi nhiều khi bị chìm ngập trong những giày vò của chính mình về những sai lầm trong quá khứ. Trong niềm đau khổ và ân hận đó, sau này tôi mới thấm thía lời dạy của thầy tôi, nghiêm khắc với bản thân, nhưng khi cần cũng phải biết tha thứ cho những lỗi lầm của chính mình. Cũng chính vì thương nhớ thầy, nên khi trước khi lên đường vô Nam, tôi đã làm một chuyến đào ngũ táo bạo, nguy hiểm, nhưng cũng đầy ngoạn mục vào năm 71. Năm đó đơn vị bộ đội của tôi đóng ở vùng rừng núi phía tây tỉnh Quảng Trị, cách thị xã Quảng Trị khoảng 50 cây số đường rừng. Cả sư đoàn của tôi đang chờ lệnh lên đường xâm lăng miền Nam. Là một người lính cấp bậc binh nhì tuổi mới 20, nên tôi chẳng có một khái niệm rõ rệt về những đoàn xe đoàn quân ngày đêm đổ vô phương Nam vào mùa mưa hay mùa nắng. Tôi chỉ tâm tâm niệm niệm lời thầy dặn tôi lần cuối trước khi tôi lên đường. Thầy đẻ ra mày nuôi mày lớn khôn, không phải để mày chết mất xác trong rừng. Trong Nam mày có bốn bà chị, vô đó rồi cố gắng tìm các chị mày. Nói các chị muốn báo hiếu thầy thì nuôi cho em ăn học. Tâm niệm như vậy nên tôi đã quyết tâm, ngay khi đặt chân lên bờ Nam của vĩ tuyến 17, tôi sẽ tìm đủ mọi cách trốn khỏi đơn vị để về với miền Nam tự do. Vì mang trong lòng quyết tâm đó, tôi đinh nên chuyến đi này của tôi sẽ là chuyến ly biệt, vĩnh viễn không có ngày gặp lại thầy. Trong tâm trạng của người ra đi không có ngày trở về như vậy, tôi quyết định bằng mọi giá tôi phải về Bắc thăm thầy, mẹ tôi lần cuối rồi trở lại đơn vị trước khi lên đường vô Nam. Lúc đó cả sư đoàn tôi đang trong tình trạng ứng chiến 100%, sẵn sàng lên đường vô Nam bất cứ lúc nào, nên chuyện xin nghỉ phép để về Bắc là điều không bao giờ xảy ra. Ngay cả một số bạn bè trong sư đoàn nhận được điện tín báo tin bố mẹ ốm nặng hay qua đời cũng đều không được đi phép. Vì vậy tôi thấy chỉ còn cách duy nhất là đào ngũ, và chỉ đào ngũ một thời gian ngắn khoảng nửa tháng, một tháng rồi trở lại đơn vị. Nên tôi không lo ngại gì về những thảm kịch mà người lính đào ngũ ở miền Bắc thường phải gánh chịu.
Khó khăn lớn nhất cho tôi là làm sao tôi có thể đào ngũ được an toàn về quê thăm thầy và lên Hà Nội thăm mẹ một cách đàng hoàng. Có như vậy thì chuyến đào ngũ của tôi mới thành công. Còn như đào ngũ mà khi về thăm thầy mẹ phải lén lút, thậm chí có khi bị bắt, bị trói chân, trói tay, bị đánh đập, khiến thầy mẹ đau khổ, lo sợ, hoảng hốt hay liên lụy thì tốt nhất không nên đào ngũ. Muốn đào ngũ an toàn, điều đầu tiên tôi phải có giấy tờ hợp lệ. Để có giấy tờ hợp lệ, tôi phải nhờ đến thằng Hát, bạn chí thân trong ban tuyên huấn của sư đoàn. Nhờ biết vẽ, kẻ chữ làm báo tường khi còn đi học, nên mỗi tháng tôi phải lên ban tuyên huấn để làm báo tường. Làm được 2 tháng thì tôi gặp Hát và hai người chơi rất thân với nhau. Sau này qua chuyện trò, tôi được biết thân phụ của Hát trước đây đi lính cho Pháp. Sau 54, ông cụ ở lại và bị Cộng sản bắt đưa đi trại cải tạo ở Nam Hà. Hình như là trại Đầm Đùng được xây dựng từ thời Pháp thì phải. Lâu ngày tôi nhớ không rõ, vì Hát sống với mẹ ngay từ khi còn bé đến lớn. Giấy tờ khai sinh đều ghi tên bố vô danh, nên Cộng sản không hề biết Hát là con của một ông tù cải tạo, từng đi lính cho Pháp. Hát tướng cao ráo, da trắng, có hàm râu quai nón rất điệu nghệ và giọng hát rất hay. Nhờ vậy nên Hát được chọn vô tiểu ban văn nghệ thuộc ban tuyên huấn của sư đoàn. Hát cũng cho biết quê mẹ của Hát ở ngay Đội Điệp là quê ngoại của tôi, nên tinh thần giữa hai chúng tôi thêm keo sơn gắn bó. Nhưng có lẽ thiêng liêng hơn cả là cả hai chúng tôi cùng sở thích yêu thơ nhạc thời tiền chiến, quý trọng các nhà văn nhà thơ thời văn nhân giai phẩm. Cái này ông viết lộn ngoài nhân văn giai phẩm. Nhất là Quang Dũng, Trần Dần, Hữu Loan, Lê Đạt. Chính nhờ Hát đọc thuộc lòng cho tôi nghe bài thơ Hoa và Rượu rất dài của Nguyễn Bính, nên tôi mới biết Nguyễn Bính có bài thơ này. Khác hẳn tất cả những người lính bộ đội khác, Hát có phong thái rất nghệ sĩ, sống đàng hoàng và trọng chữ tín. Tôi rất tin tưởng và tâm sự với Hát nhiều chuyện, nhờ vả Hát nhiều lần và lần nào Hát cũng xứng đáng được với sự tin tưởng của tôi. Lần này cũng vậy, sau khi nghe tôi bày tỏ ước muốn được về thăm thầy mẹ, cần một số giấy tờ đi đường, không đầy một tháng sau Hát tìm đến láng của tôi, trao cho tôi 2 tờ giấy sự vụ lệnh lưu không, đã đóng dấu và có sẵn chữ ký của sư đoàn trưởng. Tôi chỉ cần điền tên, ngày sinh và đơn vị là tôi có được ngay một tờ giấy công tác hoàn toàn hợp lệ, trót lọt qua mọi cửa ải trên đường từ Nam ra Bắc. Thông thường lúc đó, các giấy công tác của bộ đội chỉ cần có con dấu và chữ ký của tiểu đoàn trưởng hoặc trung đoàn trưởng là đủ hiệu lực. Vì vậy, khi cầm 2 tờ giấy của Hát tôi rất mừng. Tôi kéo Hát ra bờ suối tâm sự mọi chuyện, ngoại trừ dự tính vô Nam tìm kiếm mấy bà chị của tôi. Khó khăn thứ hai của tôi khi đào ngũ là làm sao qua mắt được đơn vị trong thời gian ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Đây là thời gian tối thiểu để tôi có thể băng rừng, đi từ nơi đóng quân trong rừng ra đến được đường mòn có xe hơi chạy. Tôi không biết đường mòn này có phải là một bộ phận của đường mòn 559 hay không. Tôi chỉ biết đó là một con đường nhỏ hẹp, chỉ đủ một chiếc xe hơi chạy. Đường chạy qua nhiều dòng suối, nhiều đường hầm và có nhiều đoạn chạy trên vên bên vực thẳm hoặc trong rừng sâu. Từ ngoài đường lộ xe hơi chạy vào đến đơn vị tôi đóng qua là một đoạn đường chuột mèo, ngoằn ngoèo lên xuống giữa rừng rậm qua nhiều đèo, đồi, núi, suối. Vượt qua đoạn đường này, nhanh nhất phải mất 2 giờ đồng hồ. Nếu trong thời gian 2 tiếng đồng hồ, đơn vị phát hiện tôi đào ngũ, tôi sẽ có nguy cơ bị các nút chặn ở ngoài quốc lộ bắt lại dễ dàng. Sau 2 tiếng đồng hồ khi ra tới quốc lộ, tôi sẽ đón xe quân sự để quá giang, và đơn vị sẽ rất khó bắt được tôi. Để có thể giữ được bí mật cuộc đào ngũ của mình, tôi quyết định trốn vào buổi tối, sau khi đơn vị đã tập hợp điểm danh. Thông thường sau khi điểm danh xong, chúng tôi phải ngồi học tập chính trị ngay trên láng của đại đội. Vì lúc đó tình trạng lính đào ngũ trước khi vô Nam rất phổ biến, nên việc canh phòng rất nghiêm ngặt. Ngoài những toán canh gác thường xuyên của đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, còn có mạng lưới tự giác theo dõi lẫn nhau theo cơ cấu 3 người 1 tổ, 6 người 1 láng. Mỗi tiểu đội có 2 láng phải có bổn phận theo dõi lẫn nhau. Mỗi tối vào lúc 6 giờ tối, cả đại đội phải có mặt trên láng để đại đội điểm danh. Sau đó chúng tôi phải học tập chính trị, chia nhóm kiểm điểm, sinh hoạt phê và tự phê. Rồi cuối cùng là đọc báo nhân dân, quân đội và ca hát các bài hát cách mạng cho đến 10 giờ khuya.
Chúng tôi mới được về lán ngủ. Mục đích chính của những cuộc sinh hoạt này là nhằm tạo cho người lính bộ đội thể xác thì mệt nhoài, đầu óc thì bận rộn, không còn thì giờ nghĩ đến gia đình, bạn bè hay bất cứ thứ gì khiến cho họ trở nên ủy mị, cùng nhục tinh thần chiến đấu cách mạng. Đối với người dân miền Bắc nói chung, và nhất là người bộ đội chuẩn bị lên đường đi B, ba thứ bị Cộng sản kiểm duyệt và cấm kỵ thật nghiêm ngặt là thư từ của gia đình, nhạc vàng hay thơ tình và niềm tin tôn giáo. Việc canh gác theo dõi lẫn nhau trong khi học tập chính trị trên láng đại đội tuy thường xuyên và chặt chẽ, nhưng cũng giống như bất cứ chuyện gì trên đời. Khi đã làm đi làm lại một việc hết ngày này qua ngày khác thì nó cũng hóa nhàm, và mọi người đều làm chiếu lệ. Vì vậy, trong những buổi tối học tập chính trị sau này, chuyện một vài người xin phép ra ngoài làm chuyện riêng tư hay cáo ốm về láng nằm nghỉ vẫn thường xảy ra, và ít ai bị để ý hay bị theo dõi chặt chẽ. Biết vậy nhưng tôi không thể nào phiêu lưu xin phép ra ngoài để tạo sự chú ý theo dõi của cán bộ trong đại đội. Tôi quyết định vào một buổi tối thứ sáu trong lúc học tập chính trị trên láng đại đội. Khi có cơ hội thuận tiện, tôi sẽ lặng lẽ lẻn ra ngoài để thực hiện chuyến vượt thoát táo bạo, gặp lại những người thân thương trước khi lên đường vô Nam. Tại sao tôi lại chọn buổi tối thứ sáu? Có mấy lý do. Thứ nhất là thời gian đó, mỗi tuần chúng tôi phải thay phiên nhau xuống đồng bằng mua thực phẩm. Trong những chuyến đi đó, tôi để ý thấy số lượng xe từ phía Nam đi ra nhiều gấp bội so với những ngày khác. Xe đi vô thì chở đầy bộ đội quân nhu thực phẩm, xe đi ra thì trống không. Trên đoạn đường rừng, xe thường đi phải qua những đoạn suối, rất khó đi, nên xe thường phải chạy chậm. Đó là những lúc thuận tiện nhất để tôi có thể quá gian khỏi phải hỏi tài xế. Thông thường thời gian đó từ miền núi rừng Trường Sơn thuộc tỉnh Quảng Trị, chuyện bộ đội quá gian xe xuống đồng bằng hay từ đồng bằng về chỗ đóng quân của đơn vị ở trên rừng là chuyện vẫn thường xảy ra. Nhưng đó là những chuyện quá gian xe giữa ban ngày của cả một nhóm bộ đội thì người tài xế không nghi ngờ gì. Còn nếu quá gian xe vào ban đêm, nhất là khi tôi chỉ có một thân một mình, chắc chắn tôi sẽ bị tài xế nghi ngờ. Vì vậy, quá gian khỏi hỏi tài xế vào tối thứ sáu là an toàn nhất cho tôi. Tối thứ sáu còn là tối ầm ĩ, huyên náo và thiếu cảnh giác nhất trong khi học tập chính trị tại láng của đại đội. Dù ngày thứ bảy và chủ nhật cũng có những việc phải làm như tăng gia, làm vệ sinh láng trại, nhưng tối thứ sáu là buổi tối cuối tuần nên mọi chuyện cũng được thư giãn chút đỉnh. Trong bối cảnh đó, sự vắng mặt của tôi sẽ dễ dàng không bị người khác chú ý. Ngay chiều thứ sáu hôm đó, tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và gọn gàng cho chuyến đi. Ngoài quần áo, tư trang, tôi còn mang theo trong ba lô hai trái lựu đạn tấn công và một con dao găm. Đây là những trang bị cá nhân cho mỗi người lính. Lúc đầu tôi định mang theo khẩu AK-47 để phòng thân. Lỡ khi gặp thú dữ trên chặng đường dài mấy chục cây số đường rừng, sao tôi thấy khẩu súng quá nặng nề, hơn nữa một khi đã trốn khỏi đơn vị mà còn mang vũ khí theo, tôi dễ dàng bị quy kết chụp mũ tội phản động và dễ bị xử lý tại chỗ. Một khi bị đơn vị truy lùng, chặn bắt. 5 giờ chiều thứ sáu, tôi kín đáo nai nịch quần áo gọn gàng và đi giày, buộc dây giày thật chặt thay vì chỉ đi dép trâu như mọi lần. Khi đó tôi đâu có thể ngờ được, 7 năm sau vào một buổi sáng tinh mơ trong phòng biệt giam ở rừng núi vùng Đông Hà, tôi bị cầm tù vì tội vượt biên, hai tay bị trói cũng đã nhờ một người bạn tù buộc dây giày thật chặt để chuẩn bị cho cuộc đào thoát, và tôi đã đào thoát thành công ngay trước mặt hai người công an áo vàng giữa đường phố Huế, cách Lao Thừa phủ không đầy 300 thước. Chiều hôm đó tuy kín đáo buộc giày, nhưng làm việc của tôi cũng bị tê, một người lính cùng tiểu đội phát hiện, tê ngạc nhiên hỏi tôi. Đi láng xe có vài tiếng rồi về ngủ, mày tính đi đâu mà giày dép đóng bộ kỹ vậy? Tôi lúng túng, đóng bộ gì đâu, tao phải đi về vì sợ rắn cắn. Cũng may câu trả lời của tôi khá hợp lý vì mới hai hôm trước trong đơn vị có một người đi đêm bị rắn cắn. Có lẽ cũng nghĩ đến tai nạn đó nên Tê tỏ vẻ không nghi ngờ gì câu trả lời của tôi. Tôi vui vẻ bá vai Tê cùng đi lên láng đại đội. Trong lòng tôi yên tâm vì đã qua mắt Tê, nhưng tôi đã lầm. 6 giờ tối thứ sáu, cả tiểu đội tôi có mặt trên láng đại đội điểm danh như thường lệ. Điểm danh xong khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, quan sát chung quanh thấy mọi chuyện đều thuận lợi. Tôi lặng lẽ trút em ra khỏi láng. Ra khỏi láng tôi không vội chạy ngay về láng của mình, mà khéo léo đứng khuất một thân cây lớn, giả vờ đi tiểu để quan sát động tĩnh.
Tôi tin tưởng nếu có ai phát hiện hay nghi ngờ hành động rút khỏi láng của tôi, họ phải đi theo. Lập tức tôi sẽ thấy họ. Khi đó tôi sẽ giả vờ là người đi tiểu, thản nhiên quay trở lại láng đại đội, sinh hoạt bình thường, chờ đợi dịp khác thuận tiện. Chờ đợi khoảng một phút, không thấy động tĩnh gì, tôi yên tâm chạy thẳng một mạch về láng của mình. Thời gian đó để tránh máy bay Mỹ oanh tạc nên các láng đóng quân đều rải rác cách nhau từ 30 đến một vài trăm thước. Khoảng cách giữa láng của tôi và láng đại đội chỉ hơn có trăm thước đường chim bay, nhưng ở hai triền đồi khác nhau. Vì vậy trong vài phút đồng hồ tôi phải chạy bở hơi tay, hết lên dốc rồi xuống dốc mới về tới láng của mình. Ngay khi chạy ào vô láng, tôi nhảy vội lên sập ngủ làm bằng tre nứa, đưa tay với lấy chiếc ba lô để sẵn, nhảy xuống đất, tôi quàng vội chiếc ba lô vào vai rồi lao ngay ra cửa. Ngay khi đó tôi thấy trước cửa láng, Tê đứng chắn ngang. Trong bóng tối nhập nhọn, tuy không rõ mặt người, tôi cũng biết Tê, đã biết tôi đang đào ngủ. Trong một hai tích tắc ngắn ngủi, tôi biết tôi phải làm gì, trút ngay trong túi áo chiếc bút máy, thứ mà Tê vẫn ao ước. Tôi dúi vào tay Tê, siết chặt, rồi nói vội vàng, bằng một giọng chí tình nhưng kiên quyết. Tê, mẹ tao ốm nặng, tao phải về gấp một hai tuần rồi sẽ trở lại, mày thương tao, đừng có nói cho ai biết. Nói xong, không cần biết thái độ của Tê thế nào, tôi xô Tê sang bên rồi lao thẳng ra ngoài bằng tất cả sức mạnh và sự liều lĩnh của một thằng con trai mới 20 tuổi đầu. Sau này, khi trở lại đơn vị trải qua những cuộc đấu tố kéo dài nhiều tuần lễ, tôi mới biết được. Ngay buổi tối hôm đó, Tê đã nghi ngờ và bí mật theo dõi tôi mà tôi không biết. Đến khi thấy tôi lẻn ra khỏi láng, Tê cũng khôn ngoan chờ đợi một lúc rồi mới lẻn ra theo tôi. Có điều Tê chạy theo tôi về láng vì tò mò, tuyệt nhiên không hề ác ý. Vì vậy, khi tôi lao ra khỏi láng, Tê cầm trong tay chiếc bút máy tôi cho, tần ngần và lo sợ. Không biết phải làm thế nào. Đi báo cho đơn vị biết thì Tê lo ngại cho tôi bị bắt lại, mà không đi báo cho đơn vị biết sau này mọi chuyện đổ bể, Tê cũng phải chịu trách nhiệm nặng nề. Còn tôi sau khi chạy ra khỏi láng như một mũi tên trời khỏi ná, tôi vội vàng lao tới một cách điên cuồng vì tôi linh cảm sống thì vài phút, muộn thì chỉ vài mươi phút đồng hồ. Tôi sẽ bị đơn vị truy đuổi. Tôi biết Tê chỉ là một người lính bộ đội bình thường, không thể nào hy sinh mọi chuyện để bảo vệ cho tôi. Trước sau gì, nghĩ đến những nguy hiểm sẽ đến với mình, Tê sẽ chạy đi báo cáo cho đơn vị. Thời gian do dự của Tê chỉ là vài phút đồng hồ. Khi đơn vị được báo cáo nhận biết tôi đào ngũ và quyết định truy đuổi cũng chỉ 5-10 phút đồng hồ là tối đa. Vì vậy, bằng mọi giá tôi phải vượt qua đoạn đường ruột mèo ngoằn ngoèo trong trường từ căn cứ của đại đội đến đường lộ xe chạy trong thời gian 10 phút đồng hồ là tối đa. Nhưng trời ơi, làm sao tôi có thể chạy hết đoạn đường rừng 2 tiếng đồng hồ trong 10 phút? Kinh hoảng quá tôi, như phát điên lên được. Không sớm thì muộn, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ bị bắt lại. Bị bắt lại thì tôi không ngán, vì tôi đã chấp nhận tất cả mọi chuyện kể cả tính mạng cho chuyến đi sinh tử của mình. Nhưng bị bắt tôi chưa được gặp những người thương yêu mà tôi đã ấp ủ và thiêu dệt trong tâm trí thì quả thật đau đớn cho tôi quá. Giữa lúc đang chạy điên cuồng trong tâm trạng vạn phần bối rối như vậy thì đột nhiên tôi nghe thấy mấy tiếng súng nổ vang trong đêm tối, tiếp theo là hai tràng AK-47 chát chúa. Nghe vậy tôi hiểu ngay đó là những tiếng súng cảnh cáo của đơn vị dành cho tôi. Và cuộc truy lùng đã bắt đầu trong khi khoảng cách giữa hai bên chỉ có 15 phút đường rừng. Khi nghe tiếng súng nổ, đáng lẽ tôi phải bối rối hoảng hốt hơn, nhưng chẳng hiểu sao, tự dưng tôi bừng tỉnh, đầu óc trở nên sáng suốt, nghĩ ra ngay một chuyện vô cùng quan trọng. Tại sao tôi phải chạy theo con đường mòn độc đạo, ngoằn ngoèo trục ngựa trong rừng, để rồi bị họ đuổi theo bắt lại? Nếu đó là con đường độc đạo duy nhất cho tôi, thì nó cũng sẽ là con đường độc đạo duy nhất cho đơn vị đuổi theo tôi. Vì vậy, nếu tôi không ngoan rời khỏi con đường độc đạo đó một cách khéo léo ở bất cứ chỗ nào, thì những người đuổi theo tôi không tài nào biết để truy đuổi. Và như vậy, họ sẽ tiếp tục lao theo con đường độc đạo để truy đuổi vì đinh ninh. Đó là con đường duy nhất tôi phải theo. May mắn hơn cho tôi, lúc đó là trời tối nên việc tôi sẽ rời khỏi đường độc đạo ở bất cứ chỗ nào là điều quá dễ dàng, dù có để lại dấu vết đi nữa. Thì trong đêm tối những người đuổi theo tôi cũng không tài nào phát hiện ra được. Giả dụ như trong những người đuổi theo tôi có ai thông minh đoán được tôi sẽ rời khỏi đường độc đạo, thì họ cũng không tài nào biết chính xác tôi sẽ rẽ về hướng nào, rời khỏi chỗ nào trên đường độc đạo. Nhưng tôi nên rẽ về hướng nào? Từ đường độc đạo chạy theo hướng đông tây đổ xuống đường lộ, nếu tôi rẽ tay trái là đường rẽ về hướng bắc.
hướng đồng bằng về thị xã Quảng Bình và ra miền Bắc. Nếu tôi rẽ tay trái là rẽ về hướng Nam, về phía tỉnh Quảng Trị là vô miền Nam. Trong một thoáng suy nghĩ rất nhanh, tôi biết những người bộ đội đuổi theo tôi nên tôi sẽ trốn về Bắc. Vì vậy, hướng truy đuổi của họ sẽ là từ con đường mòn này đổ về phía tay phải, hướng ra miền Bắc. Nghĩ vậy, tôi liền rời khỏi đường mòn, rẽ ngay về phía bên trái. Từ đây, tôi nhắm hướng đường lộ, cắt đường rừng đi theo đường bắc cạnh huyền của một tam giác. Quả nhiên, tuy đi đường cắt trong rừng gặp nhiều bụi cây, dây leo đủ loại, nhưng khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, tôi cũng đến được đường lộ xe chạy, tuy không biết chính xác nhưng qua quan sát, tôi đoán đây chính là con đường duy nhất cắt ngang con đường chuột mèo mà đơn vị tôi vẫn thường đi để chạy tới vùng đồng bằng tỉnh Quảng Bình. An toàn chui vào một bụi rậm bên đường ngồi nghỉ, ăn chút lương khô, uống một bụng nước suối. Tôi rất mừng vì mình vừa thoát khỏi bị bắt trong đường tơ kẻ tóc. Sau khi tỉnh táo, tôi suy nghĩ không biết nên quá gian xe đi hay trong dịp thuận lợi tạm nằm yên trong rừng vài hôm chờ đợi tình hình yên ổn rồi mới quá gian xe đi. Tôi lo ngại nếu quá gian xe đi ngay thì chiếc xe mà tôi quá gian trên con đường duy nhất từ đây ra Quảng Bình chắc chắn sẽ gặp toán bộ đội đang truy lùng tôi, vì họ cũng đang trên đường đi bộ về Quảng Bình. Những người bộ đội đó có thể vẫy tay xin quá gian, và nếu người tài xế chấp thuận cho họ nhảy lên phía sau xe, thì tôi sẽ bị họ phát hiện và bắt sống một cách quá dễ dàng. Còn nếu nằm chịu yên trong rừng vài hôm thì tôi cũng không biết chắc những chuyện rủi ro gì sẽ xảy ra cho tôi. Nhất là lương khô tôi giấu giếm mang theo chỉ đủ dùng trong khó một ngày. Vì đề phòng đào ngũ, mỗi người bộ đội đều không được phép trữ lương khô, cơm nguội, muối và tiền mặt. Đó là chưa kể đến những nguy hiểm. Nếu sáng hôm sau, đơn vị cho chó truy lùng, chúng có thể đánh hơi ra những dấu vết của tôi, nhất là chỗ tôi đang ẩn náu, cách ngã ba đường lộ và con đường chuột mèo không bao xa, chỉ 1-2 cây số là cùng. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định chọn giải pháp thứ ba, không đi ngay mà cũng không ngủ lại, chờ thêm vài tiếng đồng hồ cho cả chục chiếc xe chạy qua rồi tôi sẽ quá gian một chiếc. Nếu những người bộ đội truy lùng tôi có quá gian xe nào thì họ cũng đã quá gian được những chiếc chạy trước. Còn tôi quá gian xe sau, chỉ cần tôi thật cẩn thận để tránh mặt họ. Khi qua mấy bến phà, các trạm gác và khi đến thị xã Quảng Bình là tôi có thể an toàn đi đến Vinh. Từ đó tôi sẽ đáp xe lửa đem về Hà Nội. Tôi tin chắc những người bộ đội trong đơn vị có được lệnh truy đuổi tôi. Họ cũng chỉ đến các bến xe, bến phà ở tỉnh Quảng Bình, đóng chốt ở đó, chờ đợi tôi đến để bắt, chứ không khi nào họ dám về tới tận miền Bắc. Nghĩ vậy tôi tưởng là khôn, nhưng không ngờ mọi chuyện vẫn xảy ra ở ngoài sự dự đoán của tôi.